Xin chào quý khán giả và quý khách hàng hết sức thân thương của Lộc. Hôm nay tại Good Car on Skyline New, Lộc chia sẻ đến quý anh chị chiếc xe Audi A6 quý anh chị. Với cái logo như thế này thì quý anh chị đã dễ dàng nhận ra đây là dòng xe Audi rồi đúng không quý anh chị? Mà dòng xe rất là đặc biệt và chúng ta rất là dễ nhận biết bởi vì cái logo của nó cũng hết sức là đặc biệt và hết sức là tuyệt vời. Đây là chiếc Audi A6 quý anh chị với động cơ 45 TFSI model 2022. Nó được sản xuất 2021, đăng ký lần đầu 2022 và một chủ từ đầu đến giờ với tên là tên công ty. Đứng tên công ty xuất hóa đơn luôn quý anh chị nha. Đặc biệt nó còn bảo hành đến 2025 bởi vì là nó được đăng ký 2022 cho nên quý anh chị sở hữu chiếc xe này an tâm. Nhưng với cái giá hiện tại bây giờ thì quý anh chị sẽ thấy nó hết sức là phù hợp. Phần lúc nãy Lộc có chia sẻ quý anh chị phần đầu xe thì nó ấn tượng bởi cái đèn Matrix quý anh chị. Với hệ thống đèn Matrix nó tuyệt vời lắm quý anh chị. Nó đưa ra những ánh sáng thật là rất là tốt. Những ánh sáng sáng để cho chúng ta di chuyển vào ban đêm nó an toàn hơn. Mâm xe ở đây Lộc chiếu cho quý anh chị đó là mâm phía ly và vỏ phía ly và mâm xe là 18 inch đa chấu. Hết sức là đặc biệt. Phía sau chúng ta thấy nó có thiết kế đèn chữ T rồi thêm những cái nhánh xương cá nhỏ được tạo nên một cái ấn tượng riêng cho phần đèn phía sau đúng không chị, quý anh chị ha. Và chúng ta cũng sẽ có một chút thông số kỹ thuật về chiếc xe này. Đó là chiếc xe với động cơ 2.0 lít nó đạt đến là công suất 245 mã lực, hộp số tự động 7 cấp S-Tronic với 5 chế độ lái khác nhau. Đường tuyết, đường trường, comfort hay là normal và nó có thể là off-road. Đó là những cái chế độ lái của chiếc xe của mình. Và xe trang bị như là đèn LED ma trận, mâm đa chấu 18 inch. Rồi đó, những cái như là hệ thống giải trí chúng ta có loa pen P&O và kính cách nhiệt, cách âm, cửa hít, cốp điện. Cốp của chúng ta sẽ là đá mở cốp. Lúc nãy Lộc có quay cái cốp cho quý anh chị đó. Bây giờ chúng ta cùng vào bên trong. Thiết kế của Audi thì quý anh chị sẽ thấy được rằng ở bên trong nó cực kỳ là đặc biệt quý anh chị. Nó là một cái gì đó rất là hiện đại nhưng mà mang một cái tính chất sang trọng nữa quý anh chị. Nó hiện đại nhưng mà sang trọng một cách quý phái quý anh chị ạ. Vậy thì cùng vào bên trong nội thất bên trong để chúng ta cùng tìm hiểu cái chiếc xe Audi A6 này với Lộc nha. Với chiếc xe Audi A6 này thì ở phần bên ngoài thì chúng ta thấy là ấn tượng nhất nó vẫn là cụm đèn trước sau rồi đúng không quý anh chị. Và cái cách thiết kế với những cái đường dập nổi rất là mạnh mẽ chắc chắn. Chúng ta có cửa hít ở đây nhưng mà quý anh chị biết không, sử dụng cái cánh cửa của dòng Audi nó chắc chắn lắm, đóng cửa nó chắc nịch à. Quý anh chị thấy rằng ấy, đối với chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc như này thì quý anh chị sẽ thấy được nó chắc chắn, nó tuyệt vời như thế nào. Nhưng mà cảm giác lái của Audi mà anh chị đã lái rồi thì anh chị thấy sẽ hết sức là tuyệt vời luôn. Ở bên trong, vô lăng được bọc da. Ở đây là ghế da, chúng ta cũng có ghế da cao cấp. Với số km xe mình là khoảng tầm 18.000 km rồi quý anh chị nha. 18.000 km. Logo Audi nằm ở trên vô lăng và những cái nút điều khiển trên vô lăng cũng đầy đủ. Đây quý anh chị, 18.000 km. Ở bên này chúng ta mới thấy, ở bên cái màn hình chính này chúng ta mới thấy được là cái sự tuyệt vời thiết kế, nó rất là thanh mảnh rồi thiết kế của nó cũng rất là độc đáo quý anh chị. Đó, Lộc thực sự rất thích về cái cách thiết kế của chiếc xe Audi A6 mà cho mình một cái cảm giác của cái sự sang trọng của sự mạnh mẽ quý anh chị, sang trọng của sự mạnh mẽ, những cái đường nét rất tinh tế luôn quý anh chị ơi. Đó, quý anh chị thấy như thế nào, những cái đường và mạ rôm vuốt dài ra và hết sức là tinh tế. Loa bên trong chúng ta có loa P&O. Với hệ thống giải trí loa P&O thì chúng ta sẽ nghe có được những cái âm thanh cũng cực kỳ là hấp dẫn khi mà chúng ta nghe nhạc nha quý anh chị. Và đặc biệt là những cái bài nhạc và bài nhạc về thính phòng, những cái bài nhạc mà mang những cái âm hưởng mà chúng ta thưởng thức, để chúng ta thưởng thức được những cái bài nhạc trữ tình thì cực kỳ là tuyệt vời đối với hệ thống loa P&O này. Đó là phía đằng trước và chúng ta ra phía đằng sau. Ra phía đằng sau thì chúng ta cũng có hệ thống điều hòa là 4 vùng độc lập
Và ghế đằng sau còn rất mới với nội thất màu đen để chúng ta thấy nó không có gì phải lăn tăn cả. Nó sẽ rất là mới. Và Lộc ngồi phía đằng sau, Lộc cũng thấy là cái không gian phía sau cũng là rộng rãi quý anh chị ạ. À, với chiều dài của nó cũng phải nằm ở tầm 4,7 m, cho nên không gian phía sau rộng rãi và chúng ta cũng có cái cốp để chứa được đồ rất là tốt. Quý anh chị, Lộc vừa chia sẻ đến quý anh chị chiếc xe Audi A6 sản xuất 2021, lăn bánh 18.000 km, đăng ký lần đầu vào 2022 và chúng ta còn bảo hành đến 2025. Quý anh chị có nhu cầu trải nghiệm về dòng xe Audi A6, xin liên hệ với Lộc để Lộc có thể được tư vấn một cách nhiệt tình nhất, cũng như là Lộc gửi đến quý anh chị những cái trải nghiệm về dòng xe A6 này. Quý anh chị muốn theo dõi thêm những kênh của Lộc, hãy đăng ký kênh của Lộc để có những cái video tốt nhất. Và đầu tiên thì quý anh chị xin chào và hẹn gặp lại.